Xin chào quý vị và các bạn. Cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đang bị không ít đảng viên bỏ rơi và về mặt lịch sử thì đang trên đường tan hủy. Khi nhìn vào tập thể nhân sự đảng trong Bộ Chính trị hiện nay, giáo sư Trọng không thấy ai có vóc dáng và tư tưởng lãnh đạo, nhất là niềm tin vững chắc vào đảng và chủ nghĩa Mác Lênin. Mấy năm trước khi ông Trọng dự định trao ấn tín cho ông Định Thế Huynh, nhưng ông đã thất vọng vì ông Huynh không phải là mẫu người cộng sản mà ông muốn có. Ông Trọng sau đó đã nhìn đến ông Trần Quốc Vượng và mang nhiều kỳ vọng hơn. Nhưng rồi với ông Vượng, ông có thể lại cũng thấy có điều gì không ổn định như mong muốn. Nhìn lại dàn lãnh đạo hiện nay, từ ông Nguyễn Xuân Phúc đến bà Nguyễn Thị Kim Ngân, hẳn ông Trọng cũng thất vọng. Vấn đề không phải là họ như thế nào, mà ở cái nhìn của Tổng Bí Thư, chắc ông Trọng đang tự hỏi, người cộng sản chân chính với tài năng, nhân cách và vọc dáng xứng đáng lãnh đạo đảng nay đang ở đâu. Ông Trọng sẽ tiếp tục còn thất vọng hơn và trăn trở bức xúc về ván bài nhân sự cho đại hội 13 này. Vì sao? Vì thực tế thời đại, con người và phong hóa chính trị hiện nay, người cộng sản chân chính đã ra đi hết rồi. Rất có thể ông Trọng là người cộng sản Việt Nam cuối cùng trong niềm tin thành thật với những ảo tưởng xã hội chủ nghĩa Mác Lênin. Niềm tin đó đã từng đặt đỉnh cao dưới thời lãnh đạo của ông Lê Duẩn, kỳ chiến tranh vừa chấm dứt và bộc lộ bất cập buộc phải đổi thay và cũng đã bắt đầu tàn lụi. Hồi năm 2016, khi ông Trọng trở thành trường hợp đặc biệt ở tuổi 72, có những lời bình luận cho ông ta sẽ chỉ ở nửa nhiệm kỳ rồi tìm người kế vị tiếp theo. Chuyện đó đã không xảy ra dễ dàng như vậy. Đến năm ngoái, từng thấy một số nhà phân tích rằng ông Trọng nếu không đưa được ông Trần Quốc Vượng lên thay, ông ta sẽ ở lại thêm nửa nhiệm kỳ nữa rồi lại tìm người khác thế. Thực tế diễn ra khác hẳn. Dù ai là người ngồi trên cái ghế cao nhất Đảng Cộng sản Việt Nam, người dân Việt Nam có hy vọng gì nhìn thấy sự thay đổi về chính trị này, tức là dân chủ nhân quyền được dễ thở hơn hay lại bị siết chặt hơn nữa? Trong một lần trao đổi với báo Người Việt, ông Nguyễn Vũ Bình, một nhà báo độc lập từng là ký giả của tạp chí Cộng sản, cho rằng người dân Việt Nam không có hy vọng gì nhìn thấy sự thay đổi về chính trị. Hiện nay việc đàn áp và khủng bố trắng trợn, phong trào dân chủ đã ở đỉnh cao, cũng không còn gì để siết chặt hơn nữa. Kỳ này tôi nhận thấy ông Nguyễn Phú Trọng lại càng nóng ruột hơn và cương quyết tiếp tục cương vị Tổng Bí Thư, dù vậy đó có thể gây ra tai tiếng và tham vọng quyền lực bất chấp về vấn đề sức khỏe. Sự nôn nóng và cương quyết lại của ông Nguyễn Phú Trọng tùy thế phát xuất từ một nhận định và đánh giá tình trạng rất bấp bênh và nguy khốn mà con tàu Đảng Cộng sản đang chạy qua. Ý chí quyền lực này của ông thể hiện một niềm tin thật tâm vào chính nghĩa với sứ mệnh liên tục cho Đảng. Ông nhìn chính mình như là người cứu thế cho giáo hội Đảng. Tôi thực sự tin ông đã thành thật nghĩ rằng Đảng sẽ tồn tại mãi mãi. Như ông có lần nói rằng nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, mùng 3 tháng 2 1930, mùng 3 tháng 2 2015, khi trả lời phỏng vấn, chia sẻ về những thành quả đã đạt được cũng như những việc còn băn khoăn, chớ chăn còn phải làm tốt hơn để đất nước phát triển nhanh, bền vững theo lời ông, để Đảng ta mãi trường tồn cùng dân tộc. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.